Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 5, mưa lớn cục bộ tại khu vực các phường phía Nam thành phố Lào Cai như Xuân Tăng, Bình Minh và Pom Hán đã khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập sâu trong nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 4E, đoạn phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai kết nối đến huyện Bảo Thắng. Và chỉ với hơn 1 giờ đồng hồ mưa to thôi, thì ngay sau lưng tôi đây hơn 500 mét đoạn tuyến thì đã bị ngập sâu cục bộ. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng đến các hộ dân của hai bên đường mà còn làm cho việc đi lại giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sáng sớm tỉnh thì đã ngập giường rồi, không biết chưa sơ tán được gì hết, chỉ đưa con lội sang bên kia thôi, mới kịp lội mấy đứa nhỏ nhỏ 4 tuổi 5 tuổi. Chắc cũng có năm nay nó ngập như thế này thì cũng rất là thiệt hại kia. Theo thống kê ban đầu, phường Xuân Tăng có khoảng 20 hộ dân bị ngập nước và ảnh hưởng. Phường Pom Hán có 45 hộ dân bị nước tràn vào nhà và ngập úng. Và một số hộ ở tổ 15 có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Hiện chính quyền các địa phương đang huy động nhân lực hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại mưa lũ và di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời thống kê thiệt hại. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1106 sửa đổi một số tiêu chí chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới sửa đổi chỉ tiêu ở 5 tiêu chí gồm tỷ lệ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là 10 chỉ tiêu thuộc các tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, thông tin và truyền thông, tỷ lệ nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường sống. Với bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao cùng sửa đổi, điều chỉnh 5 chỉ tiêu. Việc sửa đổi bổ sung này nhằm đảm bảo và nâng cao chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Để về đích nông thôn mới trong năm nay, nhiều giải pháp đang được cấp ủy, chính quyền và người dân xã Tân Dương, huyện Bảo Yên nỗ lực thực hiện. Trong đó phát huy tinh thần chủ động của người dân trong duy trì và thực hiện các tiêu chí thuộc phần việc người dân phải làm được ưu tiên hàng đầu. Kết thúc năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Dương đạt trên 42 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12,3%. Để duy trì và nâng cao tiêu chí thu nhập, trên cơ sở khai thác thế mạnh địa phương, xã tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn đồng hành cùng nhân dân phát triển nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa với các cây trồng tiềm năng như quế, chè, chuối và mới đây thêm cây lạc đỏ, từ đó giúp người dân gia tăng thu nhập. Quế thì trồng thì rất mang về lợi ích về kinh tế cao cho gia đình tôi. Tôi thì năm nay là tôi đã có trồng tất tổng diện tích của nhà tôi là trồng hơn 6 vạn cây. Giá trị kinh tế cây lạc thì so với cây ngô và cây lúa thì cây lạc nó sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn, đạt hiệu quả hơn. Và khi bà con thấy rồng nó đạt hiệu quả thì bà con cũng sẽ tập trung vào sản xuất cái cây lạc đỏ này để phát triển kinh tế. Đến nay, Tân Dương đã đạt 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 4 tiêu chí còn lại là hệ thống chính trị, lao động việc làm, bảo hiểm y tế và môi trường cũng đang được xã quyết liệt triển khai. Quá trình thực hiện, xã thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả từng tháng, từng quý để kịp thời nắm bắt, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tạo sự đồng thuận ủng hộ của cả hệ thống chính trị, nhất là người dân. Còn lại 4 tiêu chí thì đảng bộ, chính quyền địa phương hiện nay đang cố gắng để chúng tôi trong tác vận động tuyên truyền để thực hiện tốt được 4 tiêu chí này. Và hiện nay thì trong các buổi họp ban chấp hành chúng tôi bàn các cái giải pháp để thực hiện. Với những giải pháp cụ thể, các chỉ tiêu chưa hoàn thành đã tiệm cận đạt chuẩn. Đây là động lực để Tân Dương thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm nay, góp phần cùng huyện hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng lộ trình đề ra. Trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 bệnh nhi mắc ho gà. Cả 2 ca bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, điều trị kháng sinh liều cao. Theo điều tra dịch tễ,
Hai bệnh nhi là cháu LTA 17 tháng tuổi và cháu THG 3 tháng tuổi cùng ở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, có cơn ho kịch phát, SpO2 tụt xuống rất thấp và phải thở máy. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương cần tăng cường biện pháp phòng chống bệnh lây lan trong cộng đồng và lây chéo trong bệnh viện, đồng thời tăng cường tiêm chủng tại xã Dương Quỳ, tiến hành rà soát khẩn trương tiêm bù mũi cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine, đặc biệt là vaccine phòng bệnh ho gà. Huyện Bắc Hà phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực Tây Bắc với sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng, tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch gắn với cao nguyên trắng Bắc Hà. Để đạt được mục tiêu, Bắc Hà đã và đang xây dựng triển khai thực hiện đề án phát triển khu du lịch Bắc Hà trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực Tây Bắc theo quyết định của tỉnh, trong đó tập trung vào 5 giá trị cốt lõi là cao nguyên trắng, chợ phiên, dinh thự Hoàng A Tưởng, lễ hội đua ngựa truyền thống các dân tộc huyện Bắc Hà, du lịch thể thao tổng hợp do chuyên gia du lịch vùng Nouvelle Aquitaine, Cộng hòa Pháp xây dựng. Đặc biệt, việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ thực hiện trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị và tài nguyên du lịch nổi bật, cốt lõi, gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, đặc trưng văn hóa các cộng đồng dân tộc địa phương. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, toàn tỉnh có 88% nữ đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Riêng giai đoạn 2019-2023, có 28 nữ cán bộ công đoàn, 2 tập thể được Hội Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. 60 tập thể, 30 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mỗi năm, trung bình có gần 24.000 nữ đoàn viên đăng ký thực hiện thi đua. Nhiều đơn vị duy trì và tổ chức tốt phong trào phù hợp với đặc thù công tác như công đoàn ngành giáo dục và đào tạo với phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, công đoàn ngành y tế với phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đã khẳng định sự trưởng thành của lao động nữ trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ở mảnh đất quanh năm mây mù bao phủ, đời sống của một bộ phận đồng bào xã vùng cao Lùng Khấu Nhiên, huyện Mường Khương còn nhiều khó khăn. Song bằng ý chí và nghị lực của mình, nhiều hộ dân đây đã tìm được hướng đi phù hợp, vươn lên thoát nghèo, trở thành những tấm gương sáng. Anh Giàng Bình Phừ ở thôn Mang Án là một điển hình như thế. Sinh ra và lớn lên ở thôn Mang Án, anh Phừ hiểu rõ sự nhọc nhằn vất vả của bà con dân bản mình. Nhất là chỉ dựa vào cây ngô cây lúa thì khó có thể vươn lên khá giả. Từ suy nghĩ này, anh Phừ quyết tâm tìm tòi học hỏi, mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Năm 2019, khi huyện xã có chủ trương đưa cây chè về trồng, anh Phừ là người tiên phong trồng hơn 1 hectare. Năm 2022, gia đình anh Phừ tiếp tục trồng thêm hơn 1 hectare chè. Với khí hậu mát mẻ, chất đất phù hợp, lại được hướng dẫn chăm sóc đúng kỹ thuật, nên cây phát triển tốt và cho năng suất cao, giá bán từ 7 đến 8.000 đồng một kg, giúp gia đình anh có nguồn thu nhập tốt. Trồng ngô thì nó phát triển kém, nó không được nhiều, bán được không được tiền. Mình phải thay đổi trồng chè với là rau dày. Nếu mà trồng một năm thì cả đời mình ấy. Không chỉ trồng chè, gia đình anh Phừ còn đem cây quýt sen về trồng thay thế cây trồng kém hiệu quả. Hiện trên 3.000 cây quýt sen của gia đình cũng đã cho thu hoạch. Từ mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Phừ, một số hộ dân thôn Mang Án đã học tập và làm theo. Anh Phừ cũng phối hợp với cấp ủy thôn trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cho bà con. Là một cái hộ rất là chịu khó, năng động và cũng rất là tích cực trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như là vật nuôi. Hộ Giàng Bình Phừ cũng là một cái hộ điển hình và đáng để đưa ra biểu dương trong các cái cuộc họp thôn để bà con nhân dân ở thôn học tập và nói theo. Với mô hình kinh tế hiện tại, mỗi năm gia đình anh Phừ thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành hộ có thu nhập khá tại địa phương. Từ hướng đi phát triển kinh tế của gia đình anh Giàng Bình Phừ đã khơi dậy quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho không ít hộ đồng bào ở Mang Án nói riêng, xã Lùng Khấu Nhi nói chung. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước.
Hà Nội vừa có thêm 15 làng nghề được công nhận là làng nghề và làng nghề truyền thống. Đây là cơ hội để địa phương dồn nguồn lực đầu tư khôi phục lại nghề và xa hơn nữa là mở rộng thị trường xuất khẩu. Như vậy đến nay, Hà Nội có tổng cộng 1.500 làng nghề và làng có nghề, trong đó có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng mỗi năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng một năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng một năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương. Thời gian qua, một số làng nghề cũng thực hiện gắn sản xuất với du lịch, giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm, xuất khẩu trực tiếp, cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa các làng nghề của Hà Nội. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân. Mô hình thu phí rác thải theo khối lượng phát sinh được Hội An triển khai từ cuối năm 2023. Sau một thời gian áp dụng, lượng rác chôn lấp đã giảm khoảng 30%. Đến nay, Hội An tiếp tục thực hiện mô hình bằng cách bán túi đựng rác, tính tiền rác bằng thể tích và cân nặng thông qua túi ni lông. Theo ngày luân phiên trong tuần, xe thu gom rác sẽ tới các khu dân cư để chở rác đi. Nhân viên công ty môi trường sẽ bán túi ni lông. Địa phương nhận định đây là cách tính hợp lý nhưng cũng cần có thời gian để người dân làm quen và chấp nhận việc xả rác nhiều thì phải trả nhiều tiền. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 116 thôn bản của 39 xã thuộc 7 trên 8 huyện thành phố. Thống kê sơ bộ, đã có hơn 1.500 con lợn của 400 hộ gia đình bị nhiễm bệnh, số lượng tiêu hủy trên 63 tấn. Đặc biệt, khoảng hơn một tháng qua, 34 xã thị trấn tại Bắc Kạn đã tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Thời tiết chuyển mùa là một trong những tác nhân khiến các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, việc người dân đẩy mạnh tái đàn mà không đảm bảo nguồn gốc con giống, không chấp hành tốt việc chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học là nguyên nhân chủ yếu khiến dịch tái bùng phát. Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang cân nhắc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 18 tỷ đô la từ Trung Quốc. Theo Nhà Trắng, thuế suất đối với xe điện sẽ tăng gấp 4 lần lên 100% trong năm nay, trong khi thuế suất đối với chất bán dẫn sẽ tăng lên 50% vào năm tới. Ngoài xe điện và chất bán dẫn, Washington còn tăng gần gấp 3 mức thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm, pin lithium ion EV và các bộ phận pin. Thuế suất đối với than, chì, tự nhiên và một số khoáng sản quan trọng khác sẽ tăng từ 0 lên 25% và thuế đối với pin mặt trời cũng tăng từ 25% lên 50%. Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Trung Quốc luôn phản đối hành động đơn phương tăng thuế, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo nhận định của giới chuyên gia, tình trạng thiếu chip băng thông cao sẽ kéo dài đến hết năm nay, thậm chí sang cả năm sau. Nguyên nhân của tình trạng eo hẹp nguồn cung này chủ yếu do sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Giới chuyên gia đánh giá, quá trình chế tạo những loại chip này ngày càng phức tạp, trong khi việc đẩy mạnh sản xuất gặp không ít trở ngại. Trong khi đó, các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Amazon hay Google đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ dựa trên AI, bao gồm các chip bộ nhớ hiệu suất cao để huấn luyện và đào tạo AI, từ đó thúc đẩy nhu cầu thị trường với loại chip này. Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, SK Hynix và Samsung Electronics đã có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần trong năm nay. Cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan, đó là những gì mà các nhà sáng tạo nghệ thuật ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE muốn đem đến cho công chúng thông qua một chương trình triển lãm ấn tượng giữa thành phố Dubai nhộn nhịp đông đúc. Với tên gọi Thiên nhiên vĩnh cửu, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật AT lấy thiên nhiên làm chủ đạo. Ngay từ lối vào, nhiều người đã choáng ngợp bởi không gian ngập tràn những làn sóng. Nhờ sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ và nghệ thuật thị giác, âm thanh và thậm chí cả vị giác, mọi người đều cảm nhận được rõ âm thanh mùi vị của rừng chủ thể triển lãm trong một cách chân thật. Bên cạnh đó,
khách tham quan còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác, như phác thảo bức tranh nghệ thuật của riêng mình, sau đó chiêm ngưỡng chúng trong hình thái 3D trên màn hình LED. Hạn hán nghiêm trọng ở Panama đã làm giảm đáng kể mực nước của kênh đào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến một trong những tuyến đường thương mại sầm uất nhất thế giới. Việc hạn chế tàu thuyền qua lại kênh đào Panama càng làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Gần một năm qua, lượng tàu qua kênh Panama đã bị hạn chế. Cơ quan quản lý kênh đào cho biết họ đang xem xét nhiều giải pháp, bao gồm các nhà máy khử muối đòi hỏi chi phí cao hay tạo ra các hồ chứa mới đòi hỏi phải di dời hàng nghìn người. Giới chuyên gia hy vọng tình trạng khô hạn hiện nay có thể được cải thiện trong những tháng tới và con kênh có thể hoạt động bình thường trở lại vào năm 2025. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có nghĩa là chu kỳ thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.